Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bé Úc Chi Bi. Và video ngày hôm nay là video cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 1 tây tháng 3 năm 2018. Và trước khi đến với cái video kiểm tra hàng thì bạn gà này là ngày hôm qua chị đã có nói là sẽ tặng cho một cái thành viên của kênh nếu như mà trúng mini game. Và tên tên đây, xin chúc mừng bạn Gamma Chop. Đó, bạn Gamma Chop, số điện thoại 0891 50925, là người đã trúng mini game với câu hỏi của chị là hạt gì tuyết nhân tạo là gì. Thì trước khi đến với câu trả lời của bạn này trả lời đúng nè. Nhưng mà chị cũng xin được cảm ơn bạn Đức Trần TV để cho mọi người biết thêm về một loại tuyết của Đức. Đó, được làm bằng khoai tây đó, bạn đã chia sẻ rất là kỹ lưỡng. Nhưng mà nó không đúng và là cái tuyết mà chị đang muốn hỏi. Cái tuyết chị đang muốn hỏi là cái tuyết nhân tạo mà chị đang bán hiện nay. Nó, đây, bạn này trả lời đúng nhưng còn thiếu một số ý thì chị xin bổ sung thêm ha. Tuyết nhân tạo là một loại hạt nhựa siêu thấm hay còn gọi tắt là sáp. Super gì đó ha, tên khoa học của nó là polymer nè, một loại polymer hấp thụ gấp 40 lần cái nước á, nó nhỏ vậy nè, nó hấp thụ nước lên nó tăng lên gấp 400 lần chứ. Phổ biến trong các ngành băng, tả, bỉm tại Việt Nam và toàn thế giới, an toàn sử dụng, không ăn được nha các em, không cho vào mũi, tai và mắt. Đó, giữ ẩm cho đất ha, công việc của nó đó là giữ ẩm cho đất, cây trồng và làm slam may, đúng không nào? Và xin chúc mừng Gamma Shop. Em có thể liên lạc số 0937899707 để cho chị thông tin họ tên, địa chỉ, để chị sẽ gửi cái con gà dễ thương này về cho em nha. Bấm 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 kiss. Và đây là hai chú cá Wixy, là phần quà tặng của video ngày hôm nay. Một là sẽ dành cho danh sách của thành viên đăng ký mua hàng, ai là người may mắn thì sẽ nhận được một Wixy cá may mắn đầu năm. Còn đây là Wixy cá may mắn dành cho thành viên của kênh. Các em hãy chú ý xem video để xem lúc nào chị sẽ có câu hỏi và trả lời nhanh nhất để nhận được một Wixy cá may mắn này nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bốc thăm xem danh sách nào là xem cái danh sách này thì đơn hàng nào sẽ là đơn hàng may mắn nhé. Umbala. Đây là danh sách chị đã làm xong và trước khi bốc thăm á thì chị nhờ các em hãy xem giùm chị những cái video mà chị làm, như là làm slam trứng nè ha, slam trứng bong bóng nè, slam núi nè, rồi trang thi trang trí slam thức ăn nè. Đó, để xem coi là kết quả nó như thế nào và mai mốt chị có nên tiếp tục làm nữa hay không nha. Nhớ xem, ủng hộ chị và cho chị biết ý kiến về những cái loại slam chị làm hay là những cái cách chị chơi nó như thế nào nhé. Còn bây giờ thì đó, hãy đăng ký thành viên của kênh Bé Úc Chibi, hãy đặt hàng kênh Bé Úc Chibi để có cơ hội nhận những món quà thật là, trời, chưa hết ra quá trời ơi, thật là dễ thương. 1, 2, 3, 4. Rồi, đã có kết quả rồi. Rất từ từ. Xin chúc mừng đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Huyền Trân. Tên tên tên. Như vậy là một Wixy cá đã thuộc về đơn hàng của bạn may mắn Nguyễn Thị Huyền Trân. Xin chúc mừng Huyền Trân nha. Còn các bạn thành viên thì hãy nhớ xem video trả lời câu hỏi nhanh để nhận một Wixy cá nữa nha. Các bạn muốn gọi đặt hàng hãy gọi đặt hàng trực tiếp 0937899707 hoặc là nhắn tin Facebook Bếp TV 0937899707. Còn bây giờ là vào phần chính của video, có rất là nhiều đơn hàng hấp dẫn, dễ thương, khủng luôn. Chúng ta cùng xem. Đầu tiên là đơn hàng của bạn Hoàng Nhật Thùy Nguyên, 213.000. Đầu tiên bạn đã đặt là một vỉ phụ kiện 80.000 đồng với rất là nhiều cái loại phụ kiện khác nhau, rất đẹp. Tiếp đến là bộ bếp nhôm có thể nấu ăn thật được luôn, 60.000 đồng. Rồi đến bộ đồ cho kem, bộ đồ tay dài, áo sơ mi nè, quần tây 30.000 đồng và một bịch dây 5.000. Phụ kiện cho búp bê có vương miện luôn cũng 5.000. Tiếp theo, Trang Phạm ơi, đơn hàng 383.000, gồm có một popping cooking 118.000 làm cơm bento. Ở phía sau là có phần hướng dẫn hẹn sử dụng. Đây, còn rất là xa, tháng 7 năm 2018 nha. Chơi rất vui, lại có thể ăn được. Rồi đến bộ kit làm lam 50.000 đồng, cái ba lô màu cam,
Đó, 15.000 đồng rất là đẹp luôn. Cuối cùng là máy bán nước tự động 170.000 đồng đây, những cái lon này chúng ta sẽ ấn để cho nó chạy ra ngoài đây ha, chơi rất là vui luôn. Chúng ta sẽ có những tiền xu để bỏ vào đây. Đó, nha, 100. Đây, nước ngọt thì chúng ta sẽ bỏ. Nó có hướng dẫn đầy đủ hết á mấy em à. Đây, nha. 170.000 đồng. Tiếp theo là đơn hàng của Thanh Thảo 162.000. Gồm có một túi trượt xanh 30.000 đồng, một búp bê mắt đá tóc màu hồng đen váy bạc dài 30.000. Xin lỗi là 35.000. Quá không, có cây kem 18.000 nữa nè và bộ đồ học sinh 25.000 rất đẹp. Còn có cả một cái ba lô màu xanh lá nè. 15.000 rất là chắc chắn và hai kẹo nổ dưa và coca 3.000 đồng một bịch ăn nổ bắp, 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 rất là vui luôn. Tiếp theo là đơn hàng của Lê Như Quỳnh 283.000. Gồm có một cái két sắt Hello Kitty hồng. Đó, bên ngoài nó hồng nè. Đó, nè, bên hông của nó thì sẽ có cái hình Hello Kitty. Mật mã ban đầu của nó, các em có thể bấm 4 số 0 đầu tiên hoặc là bấm 4 số 5, giống như ở trong hình người ta vẽ vô cái ngón số 5 nè. Nha, nó có giá là 240.000 đồng. Chúng ta sẽ gửi tiền một cách an toàn và tháo ra cũng an toàn, không phải đập heo. Tiếp theo là bịch tuyết nhân tạo 10.000. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Như Hảo 4 143.000. Gồm có 5 kẹo hamburger 2.000 một viên, 2 bịch borat mỗi bịch 5.000. Hương mùi hương cam, cam sữa 10.000 đồng một chai. 4 bịch tuyết nhân tạo 10.000 đồng một chai, sau đó là 2 đất sét màu nâu thì chị không có, giờ chị có màu đen nha, để chị tìm thử màu nâu có không. Hết màu nâu rồi, chị xem lại hết màu nâu, chị quyết định lấy một bịch màu đen và một bịch màu da này cho em. Em có thể trộn hai màu này lại để nó thành ra một cái màu nó nâu nâu nha. Đó, hoặc là xài riêng cũng được luôn, sau đó em trộn hai cái này lại nha. Tiếp theo là một cái trứng bóng đèn 20.000 đồng. Wow. Và bây giờ là đơn hàng của Phùng Thị Hảo 100.000 đồng, gồm có 3 quả trứng lười luôn, hồng, xanh và trắng. Tiếp theo là đơn hàng của Đỗ Thị Huyền Trân. Trời ơi, cái tên giống y Nguyễn Thị Huyền Trân. Bên này họ Đỗ với họ Nguyễn hai cái khác nhau. Bạn này may chưa may mắn. 144.000, Đỗ Thị Huyền Trân. Cái tên rất là giống luôn. Thì đầu tiên là Huyền Trân có đặt là hai mắt đá. Đây, một tím và một hồng. Rất là đẹp luôn đó Huyền Trân à. Các em xem nè, đó, tóc màu vàng hồng, váy màu hồng luôn. Wow, bạn này thật là biết chọn đồ luôn nha. Rất là đẹp luôn. 35.000 một em. Rồi đến là 4 cái phụ kiện, có hai cái mới và hai cái cũ nè, mỗi cái 5.000 đồng. Rồi đến tập sách là một bịch 12.000. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Mơ 203.000, rồi một cây đất sét 12 màu, không có màu nâu nha, 12 màu. Đó, một cây như vậy là 60.000 đồng. Một quýt si thanh long 75.000, cà phê tím 5.000, mùi hương 10.000, tuyết 10.000. Và bây giờ là đơn hàng của Mỹ Duyên 392.000. Đầu tiên là 15 kẹo hamburger, chúng ta cùng đếm nha. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, mỗi viên 2.000. Tiếp theo là cặp búp bê mắt đá song sinh. Đây, hai chị em đều là tóc hồng tím, váy tím luôn nha, rất là đẹp luôn, song sinh 35.000 đồng một em. Tiếp theo thì là 13 bịch giày nha, 5 nè, 10 nè, 13. Đó, đủ kiểu giày hết luôn, các em có thể dòm nè. Mỗi bịch là 5.000 đồng ha, rất là đẹp. Rồi đến là 7 bịch phụ kiện kiểu mới. Đây, mỗi bịch như vậy là 5.000 đồng. Tiếp theo là 3 cái ba lô. Cái thứ nhất là ba lô jean. Cái thứ hai bạn đã nói khỉ hết rồi, chị lấy cho là chú chó Pluto. Đó, chó Pluto cũng rất là dễ thương. Và một cái dây kéo dọc nè, một cam cũng rất là đẹp, 15.000 đồng một cái. Tiếp theo thì là một tiểu thư mắt đá với mái tóc vàng xanh nhẹ, váy màu hồng. Đó, và cái dù cũng là màu hồng cam, rất là đẹp, 47.000. Tiếp theo là hai bịch ly chai, mỗi bịch 5.000 đồng. Rồi đến là bộ đồ kiểu nè, có áo khoác da bên ngoài, quần jean 35.000 đồng. Slam trái cây 3 loại nè, 5.000 đồng một trái.
À, và tiếp theo thì chị xin nói là cái cổ trang hồng á, chị hết hàng rồi nha em, cho nên là chị có trừ tiền ra này nha Mỹ Duyên nha. Và bây giờ là đơn hàng của Lương Thảo Nguyên, 520.000 đồng. Yeah. Đầu tiên sẽ là hai bộ kit làm lên, mỗi bộ là 50.000. Tiếp theo là 6 bức xi 18.000 thì gồm có trái thơm, trái táo, trái dưa, whisky kem, viên, rồi kem que và bạn chuột. Như vậy là đủ 6 bức xi 18.000. Rồi đến hai vỉ dày, mỗi một vỉ như vậy là 17.000, có 12 đôi. Wow, còn có whisky dưa hấu 50.000 nữa nè. Hai slam lỏng, mỗi slam 4.000. Và hai whisky kem 90. Rất là đẹp luôn, rất là mềm luôn. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Nguyễn Hoàng Anh Tây, 402.000 đồng. À, ngày hôm qua là chị có ghi lộn nè, tuyết mà chị nhân có 5 thôi, chị sửa lại thành 10 nha. Nhưng mà tổng của em là 402.000 ha. Chị đã sửa lại là tổng cộng là 402.000. Gồm 4 bịch tuyết, mỗi bịch 10.000. 2 bịch hạt xốp, mỗi bịch như vậy là 9.000. Và ở đây xốp thì chị lại ghi sai giá nữa nè. Tuyết thì chị ghi 5.000 mà xốp thì chị ghi tới 18.000 lận. Bị sai rồi. Vậy thì còn là 384.000 nha. Tiếp theo là 10 bịch borax, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nha, 5.000 một bịch. 5 hũ màu, mỗi hũ 4.000. 2 vỉ tiền nha, mỗi một vỉ như vậy là 40.000 đồng, gồm có 20 bịch tiền. Đây, 2 vỉ, mỗi bịch nhỏ là 2.000. 2 vỉ ha. Tiếp theo là 3 bịch kim tuyến, mỗi bịch 5.000. 2 slam lỏng, 4.000 một slam. Một bột kiss làm lam 50.000 đồng. Bịch bột nhũ 70.000 đồng. Ui chà. Hai bịch tập sách nha, mỗi bịch là 12.000 đồng. Và đến hai cây đèn bàn ha, hai cây đèn bàn mỗi cây 9.000. Và hai gấu bông mini mỗi em như vậy là 8.000 đồng. Tiếp theo thì là ba cái kính lúp luôn, mỗi cái là 5.000 đồng và bốn bịch ly chai nữa nè. Đó, cũng 5.000 đồng một bịch. Và bây giờ là đơn hàng của Lê Thị Kiều Oanh, 153.000, gồm có cái ba lô 15.000 ha, rất là chắc chắn luôn. Bộ đồ học sinh nè, đó, 25.000. Rồi đến bộ đồ kiểu, wow, áo chéo nè và váy jean mà có ren ở dưới nữa. Wow, rất là đẹp luôn, 35.000. Cuối cùng là tủ năm học, 45.000. Tiếp đến Tạ Thị Diệp ơi, đơn hàng 96.000 đồng, gồm có là một bịch borax 5.000 nha. Rồi đến là keo sữa 15.000 đồng, kẹo khổng lồ 20.000 đồng và 8 viên kẹo hamburger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nha. Mỗi viên 2.000. Tiếp theo Võ Thiện Đình 90.000 đồng, gồm có là bộ bếp nhôm 60.000 đồng. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thanh Nguyệt, 252.000. Đầu tiên bạn nó đặt là 6 nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bịch kim tuyến, loại mà có 3 chai. Đó, mỗi chai, mỗi bịch như vậy là 5.000, có 3 chai. Rồi đến là 3 chai hương dâu, hương sữa, hương cam, mỗi chai 10.000. Keo sữa, hại hũ, mỗi hũ 15.000. Tiếp theo là 5 bịch tiền, mỗi bịch là 2.000. 4 bịch borax, 5.000 một bịch. Một whisky 18.000, whisky chuột, và đây là whisky 12.000 đồng. Tiếp theo thì là một kit làm lam 50.000 đồng. Hai cái mắt kiến lấp lộn, hai cái kiến lấp mỗi cái 5.000 đồng. Đó, rất là đẹp. Và tiết nhân tạo 10.000 đồng một bịch nha. Ngoài ra thì còn có hem marshmallow 16.000 đồng, hương vani có hình bông hoa và hình này nè. À, hình bông hoa và hình tròn. Hẹn sử dụng còn rất là xa nha. Tiếp theo Nguyễn Thành Mạnh ơi, đơn hàng 78.000 đồng, gồm 2 bịch borax 5.000 một bịch, 5 kẹo hamburger 2.000 một viên và một whisky panda 25k. Tiếp theo Nguyễn Ngọc Bích Tuyền, đơn hàng 418.000. Đầu tiên sẽ là một bộ kit làm lam 50.000, một búp bê mắt đá 35.000 đồng. Đây,
tóc màu trắng hồng, rất là xinh đẹp luôn, váy màu nâu dài. Tiếp theo thì là một tiểu thư tóc nâu, váy hồng. Đó, có một cái dù nè, phần ren cũng rất là đẹp luôn. 47.000. Wow, anh Ken 45.000, áo hoa, quần trắng và đôi giày đen, rất là đẹp. Tiếp theo là cái áo dài nè, áo dài sọc mà sắc màu, 40.000 đồng. Rồi đến là hai bộ đồ học sinh. Đó, hai bộ đồ học sinh cho nữ nè, là mặc chung với váy đúng không? 25.000 một bộ. Đây thì là đồ của bác sĩ, có túi đồ nè mấy em. Đó, được may rất là cẩn thận, nón nữa, 25.000. Và bộ đồ cho bạn nam, đây, búp bê con trai, là đồ học sinh luôn, 30.000 đồng. Cái túi trượt, 30.000. Một cái ba lô màu hồng, 15.000 nha. Wow, còn có cả hai cái cặp táp nữa nè, mỗi cái 9.000. Và bây giờ Cao Thị Cẩm Xuân ơi, đơn hàng 158.000 đồng, gồm hai hũ keo sữa, đây mỗi một hũ như vậy là 15.000. Slam Shop 5.000 một bịch. Rồi đến là Tuyết Borat thì hai bịch nè, Tuyết thì một bịch nha, Borat 5.000, Tuyết 10.000. Hương dứa và hương sữa 10.000 một chai. Túi trượt thì là 30.000. Và một bản mochi mèo phát sáng 15k. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Phương Thư 105.000 đồng, gồm có là 5 bịch cát, mỗi bịch 10.000 đủ màu. Tiếp đến là 5 kẹo nổ nè, 2 coca, 2 xoài và 1 dưa gan nha, mỗi bịch 3.000. Đơn hàng của Phạm Mai Thương 158.000, gồm 4 bịch đất sét, mỗi bịch như vậy là 5.000 đồng. Một bịch keo Gaporat 5.000, 2 keo sữa, mỗi một hũ 15.000. Rồi đó là một kẹo Marshmallow Vani 16.000, hẹn sử dụng đây. 2 viên kẹo hamburger, mỗi viên 2.000. 3 chai hương, mỗi chai là 10.000 đồng ha, sữa, dâu và cam. Tiếp đến thì 5 màu, 4.000 đồng một màu. Đó, nó khác nha, nhớ phân biệt nha. 2 bịch tuyết, mỗi bịch 10.000. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Huyền Trân 60.000 đồng. Yeah, và bạn này là đơn hàng may mắn của ngày hôm nay. Huyền Trân đã may mắn trúng được một whisky cá, rất là may luôn nha, xin chúc mừng Huyền Trân. Huyền Trân có đặt là 3 bịch tuyết nhân tạo, mỗi bịch 10.000. Tiếp theo là đơn hàng của Diệu Phương Thảo 83.000 đồng, gồm có 2 bịch Borat, mỗi bịch là 5.000 đồng, và 2 bịch bột phát sáng 20.000 đồng một bịch. Tiếp theo Hoàng Lê Minh Nhật ơi, đơn hàng 125.000 đồng, thì bạn này đặt là 4 bịch Borat này mấy em, mỗi bịch là 5.000 đồng. Sau đó thì là 4 bịch tuyết nhân tạo ha, mỗi bịch là 10.000. 2 mùi hương, sữa, dâu và dứa 10.000 một chai, và 3 chai màu nha, 4.000 đồng một chai, nhớ phân biệt màu và hương nha em. Và bây giờ Lý Thành Lương 136.000 đồng, gồm 1 bịch tuyết nhân tạo 10.000 đồng, 3 bịch Borat, mỗi bịch là 5.000, hũ keo sữa 15.000 đồng. Rồi đến là 2 hũ hương sữa và dứa nè, 10.000 đồng một hũ. Wow, có cả slam kim cương hình mặt trăng trong suốt 9.000. Một ba panda 25k và một bịch hạt xốp 9k. Và tiếp theo là đơn hàng của chị Liên 138.000 đồng, gồm có 4 cái ba lô. Trời ơi, toàn màu hồng không, sao mà hay dữ vậy ta. 15.000 đồng một cái nha mấy em. Và đây là quá trình chị đang thử dây kéo. Hay là mai mốt chị sẽ thử dây kéo ở ngoài nha, chị không thử trên video, vì nó như vậy thì nó lâu quá ha. Rồi, tiếp theo là đến một cái áo dài vàng có hình hoa sen hồng, 40.000 đồng, và hai slam lỏng, 4.000 đồng một slam. Và bây giờ Ngọc Hân ơi, đơn hàng 66.000 đồng, gồm có là 2 tuyết nhân tạo nè, mỗi tuyết 10.000, 1 Borat 5.000 và 1 slam cà phê 5.000. Lấy lộn cà phê nhỏ rồi, bạn này đặt cà phê 8.000 để chị đổi nha. Chị đã đổi cho là slam cà phê 8.000 loại to hơn. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Minh Anh 267.000, gồm có 5 bịch marshmallow, trong đó là có 1, 2, 3, 4 bịch dâu ha, chỉ có 1 bịch vani thôi nè. Đó, còn đây thì là 4 bịch dâu, mỗi bịch là 16.000. 2 bịch cát, mỗi một bịch như vậy là 10.000. 2 whisky, mỗi whisky là 25.000 đồng. Rồi đến là 2 whisky 18.000 đồng nữa nha, chưa. Và kem.
Rồi đến hai đất sét, wow, màu tím và màu vàng, mỗi bịch như vậy là 5.000 đồng. Rồi hương dâu 10.000, chai keo sữa, hũ keo sữa 15.000 đồng, slam bia 9.000 và slam bia 18.000, slam lỏng này thì 4.000. Và bây giờ Phát Đạt và Bích Vân đơn hàng 165.000 đồng, gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bịch borax nha, mỗi bịch 5.000. Rồi đến nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bịch tuyết, mỗi bịch 10.000. 4 hũ keo sữa, mỗi một hũ như vậy là 15.000 đồng nha. Rồi đến là một hương dứa 10.000 đồng, một đất sét xanh biển 5.000 đồng và 3 chai màu, mỗi chai 4.000. À quên, bạn đã nói là lấy màu tím, nhưng mà màu tím chị không có hết rồi, thì em có thể lấy màu đỏ nè, sa pha với màu xanh dương nó sẽ ra màu tím nha. Tiếp đến là đơn hàng của Trần Phong Hiếu 181.000, gồm có là 4 hũ keo sữa, mỗi một hũ như vậy là 15.000 đồng. Tiếp đến là 4 bịch borax, mỗi bịch 5.000 đồng. Wow, còn có là hạt xốp nữa nè, 9.000 đồng một bịch nha. Rồi hương 10.000, bột phát sáng và nhũ thì đều là 20.000 một bịch. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Gia Hân 230.000 đồng. Đây đặt 2 bịch, chục bịch borax nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi đến là 7 bịch tuyết nhân tạo nữa nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi đến là 2 chai hương sữa và hương dâu, mỗi chai 10.000. Tiếp theo là đơn hàng của Lý Nhật Nam 110.000 đồng, gồm có là 2 Lego. Đây, Lego thứ nhất nha, hình này nè. Rồi đến là Lego này, đó, 20.000 đồng một Lego này. Rồi đến là một hải tặc Usopp 32.000 và một slam nước ngọt 5.000 đồng. Và bây giờ là đơn hàng của bà Nguyễn Thị Lý 173.000, gồm có là một hộp nhẫn luôn, rất là đẹp, 140.000 đồng, hộp trái tim nha. Tiếp theo là đơn hàng của Đào Anh 138.000, gồm có là 2 túi trượt hồng, mỗi một túi như vậy là 30.000 đồng. Tiếp đến là 4 bịch cát màu xanh, mỗi bịch 10.000. 5 hũ slam lỏng, mỗi hũ là 4.000 đồng và một bịch borax 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của Huỳnh Thị Quỳnh Như 68.000 đồng, gồm có bộ kit làm lam và một bịch borax 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của Hồ Quang Minh 98.000 đồng, gồm là 2 bịch borax, mỗi bịch là 5.000 đồng. Hương nè, sữa dứa dâu 10.000 một chai, keo sữa thì là 15.000 một hũ và 2 bịch đất sét, mỗi bịch 5.000. Tiếp theo, Bảo My ơi, đơn hàng 101.000 đồng, gồm có là 3 bịch tuyết nhân tạo 10.000 một bịch, sau đó là 5 borax nè, mỗi bịch là 5.000 và 2 màu 4.000 một hũ. Và bây giờ là đơn hàng của Võ Tâm Như 175.000 đồng, gồm kit làm lam 50.000 đồng, 4 hũ keo sữa, mỗi một hũ là 15.000 đồng nha. Sau đó thì là 3 bịch borax 5.000 đồng một bịch, 2 tuyết nhân tạo 10.000 một bịch. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Hồng Nhung ở Thanh Hóa 96.000, gồm 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha. 6 bịch borax, mỗi bịch là 5.000 đồng, 4 chai màu, mỗi chai là 4.000. Sau đó là một bịch ly chai và bịch đất sét 5.000 đồng một thứ. Và bây giờ là đơn hàng của Huỳnh Như Ý 183.000 đồng. Wow, lại là 4 hũ keo sữa, mỗi hũ là 15.000 đồng. Tiếp đến thì 4 mùi hương 10.000 đồng mùi, và tuyết nhân tạo này 2, 3, 4, 5, 10.000 một bịch. Tiếp theo đơn hàng của Thuyền Thuyền 146.000 đồng, bộ kit làm lam 50. Sau đó thì là 2 borax 5.000 đồng một bịch, tuyết nhân tạo thì là 10.000, kim tuyến 5.000, hũ keo sữa 15.000, 3 chai màu, mỗi chai là 4.000, cát 10.000 và đất sét trắng 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Thị Ngọc Châu 93.000 đồng, gồm một bộ kit và 2 bịch borax. Tiếp theo là đơn hàng của Anh Thư 225.000 đồng nha, gồm có là 3 đất sét Nhật, rồi marshmallow vani, marshmallow dâu, 2 bịch tuyết. Rồi đến là bộ kit làm lam, một cái túi trượt. Rồi đến là
Đây là 10 này nha. 2, 4, 6, 8, 10. 10 viên kẹo hamburger, 2 slam stuff. Và wow, 1, 2, 3, 4. 4 bịch kẹo nổ rất là ngon luôn. Chúng ta xem thử coi là vị gì trong đây. Xoài nha, dưa và coca và dâu luôn. Tiếp theo là đơn hàng của bé Phạm Hải Yến, 462.000. Gồm có 2 slam gấu, mỗi slam 9.000. 2 bộ kit slam lam, mỗi bộ 50.000. Rồi đến là một quixi 25.000, mặt cười hết rồi, chị lấy cho em là panda nha. Tiếp theo thì là 6 hũ keo sữa nè. Đây 6 hũ, các em xem 6 cái nắp đỏ ơi là đỏ luôn. Mỗi hũ 15.000. Rồi đến là 6 slam nước ngọt, mỗi slam nước ngọt 5.000. Và 6 slam trái cây 5.000 đồng một loại. Một bịch ly chai, 3 slam bia lớn loại 18.000. 8 bịch borat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 cái trứng lưới, mỗi trứng 10.000 và 1 slam quả tiễn 5.000. Tiếp theo là đơn hàng của bé Hà Nhất Thiên, 118.000. Gồm có cây đất sét 12 màu 60.000 và 2 bịch đất hạt xốp, mỗi bịch 9.000. Và bây giờ Nguyễn Đình Thảo Nguyên ơi, đơn hàng 133.000 đồng. Gồm có 6 borat nha, 2, 4, 6. Rồi đến là 4 4 3 3 3 hũ lộn à. Bạn nói lấy 3 tuyết nhân tạo mà lấy lộn là 3 cái keo sữa để chị đổi lại nha. Còn đây thì là 4 mùi hương theo yêu cầu của bạn đó nè, đúng rồi nè, mỗi chai 10.000. Và đây là 3 bạch tuyết nè nha. Tiếp theo đơn hàng Ngọc Nhi 88.000, gồm có là 5 bịch borat nha, rồi đến là 2 bịch tuyết và 2 chai hương sữa. Và bây giờ là đơn hàng của Lê Trần Khả Hơn, 120.000 đồng. Gồm có là 10 bịch borat luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bịch tuyết. Tiếp theo đơn hàng của Trịnh Thị Kim Yến, 80.000 đồng, gồm 3 bịch borat, rồi đến 2 keo sữa nè. Và 5 bịch kim tuyến 3 hũ, 1, 2, 3, 4, 5. Do mấy cái này là chị đã báo giá ở trước đó nên bây giờ chị không báo nữa nha. Tiếp theo, Võ Nguyễn Ánh Dương, 253.000. Gồm có là 3 bộ kiếp nè mấy em. Sau đó thì là 2 bịch đất sét Nhật nha, 1 cái slam xốp, rồi 2 bịch là hạt xốp, 2 bịch borat, và có cả là 2 hũ keo sữa nữa nè. Tiếp theo là đơn hàng của Trần Thị Xuân Ngân, 126.000 đồng. Gồm có là 2 keo sữa này nha, 1 borat, rồi đến là hương sữa và hương dâu, rồi đến là màu ha, để coi, màu hồng và màu tím, màu cam chứ, ủa không có màu cam em ơi, chị lấy màu này đỡ nha. Rồi đến là đất sét nè, 2 đất sét và 2 tuyết nha. Tiếp theo là đơn hàng của Nguyễn Lê Huyền, 326.000, có 4 tuyết nhân tạo, 4 borat và thêm là 5 borat nữa là 9 borat. Rồi đến là 5 bịch tuyết, thêm 4 tuyết nữa là 9 tuyết, 5 chai mùi hương, dâu và cam, 2 bịch hạt xốp, 4 bịch kim tuyến 3 hũ, mỗi bịch 5.000. Rồi đến là 8 bịch đất sét Nhật và 2 hũ keo sữa. Tiếp đến là Nguyễn Minh Ngọc, 115.000, 3 tuyết nhân tạo. Rồi bạn đã đặt thêm 1 borat, 1 hương dâu và 10 kẹo nổ nha. 10 kẹo nổ như chị hết rồi, chị chỉ lấy cho mùi xoài với lại mùi dưa gan. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Phương Thảo, 181.000, gồm bịch hạt xốp, 3 whisky 18.000, 2 kem và 1 chuột, đến 2 whisky panda và 1 whisky mặt cười, tất cả đều 25.000 và 1 trứng lưới 10.000. Tiếp theo là Nguyễn Thị Phương Linh, 105.000, gồm có 1 bộ kit, 2 borat, 2 kẹo hamburger và 2 slam lỏng. Tiếp theo là đơn hàng của Phí Thùy Nga, 190.000 đồng, gồm có 2 bộ bếp nhôm có thể nấu ăn thật và 1 cái túi trượt chơi rất vui. Bếp nhôm là 60, túi trượt là 30. Và bây giờ là đơn hàng của Nguyễn Thị Lan Hoa, 257.000, gồm có 3 bộ kit làm lam nè, 1 keo sữa nè, 3 chai màu ha, rồi 3 hũ kim tuyến loại 5.000 nha. Rồi có bịch hồ 10.000 đồng, nó rất là giống borat nha, nhưng mà có ghi chữ hồ nha. Hồ này nấu lên là thành keo để mình làm slam á. Và 5 bịch borat.
Tiếp theo là đơn hàng của mình thì Kim Anh 91.000, gồm có 3 bịch marshmallow bình thường vani nè, mà có vani hoa nữa và dâu. Còn đây thì là phụ kiện 5.000 một bịch. Tiếp theo là đơn hàng của Bùi Thị Thơ 531.000, gồm có 5 bịch borax, 3 chai mùi hương dứa sữa dâu, 2 cái kim tuyến loại 5.000, 1 bịch hạt xốp, 1 cây đất sét 12 màu 60.000, 2 hũ keo sữa và đến là 2 bịch tuyết nữa nè. Wow, có 1 chai màu hồng, 1 anh kem tóc thật. Wow, mặc đồ rất là đẹp, anh kem thể thao bãi biển. Và anh này là 50.000 đồng nha, không có dép. Tiếp đến là 2 bé Elsa lại 35.000 đồng. Đó, 1 phụ kiện vương miện 5.000, 2 cái trứng lưới 10.000, 1 búp bê dạ hội. Đây, khuôn mặt rất là xinh luôn, tóc màu đen dài thiệt là dài, váy hồng 52.000. Tiếp theo là 2 búp bê mắt đá, 1 búp bê là tóc vàng hồng váy nâu ha, khuôn mặt rất là xinh nè. Rồi đến là tóc là tím hồng váy hồng, cũng rất xinh, 35.000 đồng. Rồi đến là cái ba lô chị đã thử dây kéo rồi nha, và vỉ dày 17.000, có 12 đôi rất đẹp. Tiếp đến thì là bé nhí nè, bé nhí này có 6.000, bịch tiền 2.000 và bịch chén này thì là 3.000 đồng. Bịch tiền này nha, có tờ 500 nữa. Và bây giờ là đơn hàng của Vũ Thị Oánh, cũng là đơn hàng cuối cùng, có giá là 660.000 đồng, gồm 1 chibi 16.000 và tới là 1 vỉ hạt nở này là nó có là 24 bịch. Còn ở đây là thêm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bịch, 19 bịch nữa nha. Như vậy là đủ 33 bịch, mỗi bịch 3.000. 1 banda, 2 trứng bóng đèn, mỗi trứng 20, 5 hũ keo sữa, 2 cái trứng lười, 3 bịch cát luôn. Rồi đến là lam xốp, lam ngút ngọt, lam trái cây, 3 loại mỗi loại 5.000. 1 lam hình viên ngọc 9.000, 2 đất sét nhật, và 2 cái trứng lưới luôn 10.000 một cái, 4 bộ kit làm lam, và cuối cùng là một trang sức vương miện nè, lược gương rồi cây phép thuật rồi dây chuyền vòng tay, chỉ có là 38.000 đồng một bộ thôi. Và đơn hàng vừa rồi đã kết thúc video ngày hôm nay. Câu hỏi dành cho các bạn thành viên đó là các em hãy ghi bằng tiếng Anh chữ búp bê, bàn, ghế, vương miện, vòng tay. Nhớ nha, búp bê, bàn, ghế, vương miện, vòng tay bằng tiếng Anh. Ai ghi sớm nhất thì người đó sẽ là người chiến thắng và nhận được một whisky cá. Xin chúc các em may mắn và hẹn gặp các em ở video sau. Bye bye.